và thâu thâu mỹ pha cao nguyên làm viên là văn thành thơ hù sa lô cây già phía cà rây tùm cây già từ làm chất lại nắn hù bồ lý nghị bộ rầy thông tùm ô ra mừng núi tùa bắc cầm mừng ngọt là văn thành thơ này kỹ sử nắn cây già mừng ngọt làm viên chả là nào tạc cụ mừng ngọt là văn nam tài nguyên ta mỹ pha thông cỡ rút nào thua phát sang tùm lý ngài phía phía rít bắc cầm thông sai tiêu elimo dòa mừng núi và là văn nắn phía lý an và việt nam này vùng đất Lâm Hà nơi có nào trước thì là văn thân đất Lâm Hà li bị hù nắn cây già bị rít bắt tay là bà tận đời ngàn con thật lạ mai tấn là vàng chạy tập pia li bị hù bắt tọ nắn là vàng lại prong hù tuồng li ngay bị bị rít thông bộ linh nghị bộ bảy ta làm thân hù xa lô dầm lại mừng càn buồn bập ca ho tuồng mừng ngọn là vàng làm tài nguyên nắn thông nguy tuồng là vàng chủ nơi chạy bập bạ prương nhà vàng chạy chắc cả càn tuồng ra cây biển cọ mừng ngọn là vàng tấn nước lụi thuần lệ an tuồng rai ra tạ bát tôi bát to cậu cà tạ nặng ngui thòng đem lại mừng chừng thakaya băng ôm tại lễ hay tạ lầm dạo phản băng phiền say do bị phạm bani văn chàn mừng gọi là vàng tạ nước nam tây nguyên nắn chàng tốt tuồng đem lại thòng bị mạo lại chạ rô nên nắn vật tù li kẽ chạy bị vào cờ ho nào tạ mực lại toàn tuồng cà bộ cái dầu này mừng gọi là vàng lại tân nước chợ cả chợ mu còn ta là buôn thì bắp cọ sạt lộ nhằm lại tam mốc tập pia cho và vô càn tuồng buôn cây dâu bồ lê nghị pian hô tận nạp bật chụp mị và nắn bật tọa sạch tiệu mới gọi là vàng biển lệ an trời bẹ mai chạy ngã nhằm băng mừng thì rai ra ôm chợ trời nắn chạy hạt chặt thâu băng và chờ băng dăm này chạy nhục cà rai tọa dăm này nắn chạy bô như sam phiền mỹ và phiền nó pẹ mại băng chạy nên nắn chạy nào pẹ ra lô nắn cụ tê nắn chạy ở pẹ cha mừng giác phí nắn chạy nào pẹ vợ dăm này nắn dăm lại ô hù chù băng thâm mư sam ca prun và chạy mừng tỷ là vàng tạc cai làm bian nào tạc cổ là vàng chất trường sơn bian nắn hô lòng thầm bảo thước nắn liền nghị bian lệ an li kế ca ra lô dăm chạ rô nên nắn hà lâu cây già bộ liền nghị bộ rầy bắc cầm thông rầy tiệu ra lô thun doa buồn bạc mừng chừng giáp bian ta làm bàn chà nắn tuồng mừng à vùm hạt chặt sa lê cậu nào tạc cổ lai chạy bẹ tuồng cây già đi tổ bu phun tập bia nào tạc cổ chớ bị và bian hô hà lâu dăm chi chạy cả tu cả vạn bằng trời đường khó đây tờ nhà Đông Giang ra tới đây là hơi phê luôn chà là nắn bịa căn tin nào mừng thì thang tập bịa đây nắn chảy nào ô chú chảy pẹ thay dọn nê nắn chảy băng hù cả tòa ray sống ở vùng cao điều kiện tòa phát là văn chất ra câu ra côn tòa ra lô căn tầm ảnh và sử dụng hiệu quả những sản vật do nắn mị và tiền thâu và tạ phát tòm toàn tuồng cái gia hô anh em lo hù cả bộ linh nghị bộ bảy chăm cài hạt chặt bằng ta bằng tha mình bằng ta làm đin nắn vì nghị tỷ pi biển hồ mỹ và ra đập ngã và đi còn ta lạ mong bố nắn chăm cài hạt chặt nào ta mười say tiêu lo mừng chừng tha y mô bằng người bịa bị rí do mỹ và bịa chạy mát cả bộ ngã chăm cài bằng ca nhung vì nghị tỷ pi lo sam tỷ pi cả bộ nhà và mình dùng để sao chăm ni chạy chạy xào ngã ya chạy tút khâu xa chẳng hâu ca chăm ni chạy bú ta làm đin plot chạy âm ta cố chạy mơ ư cài plot ta mơ ni plot bú xa ta mơ ra lo can chạy âm ta cố nắn nhu bình nghề li ngài li mất mừng tỷ dầm lại và mai thông prương gia vào do mị vào ngọn chớ hạ chặt tua cát tông các bộ chạy mát cho anh tưởng ra ra phát sang chà là nào ra phát sang quá từ lâu với kỳ kỳ bịa ngui do bà pini bà ni nghiên cứu bắt đầu từ thực tiễn sử dụng của cộng đồng cư dân bản địa và năm
thực hiện đề tài nghiên cứu. Cầu thuần tại ngã có cả trà ráp sang. Tiến sĩ Lương Văn Dũng thông tuồng ra dứt do trời nắng hạt chặt bắt tòm hậu thần tốt tòa lâu năm mừng tạp che dầm lại ngôi ngã cái gia băng hưu và làm đồng. Ta làm nan hưu lâu tha bắt che biển ngôi ra lô thì pi nắn cả dầm bẹ. Cầu lúc tòa cái gia phần cầm ngã dầm băng cầm ngã chù thần nộ cái gia bẹ bỉ rí hưu ngăn ta làm tập bộ vùng Việt Nam. Tùm ra bà sang biển mong bố nắn hát chặt biển prang lê hết mừng giá mong ca đâm lại ô hù ca vạn tầm mưu tập bốc. Nên nắn tùm hà rã doàn tùm đâm lại bố còn tà lạc nào ra bà sang ô cá tàn vạ bố nhu thần nộ đâm lại vạ làm đồng thông vạ là vàng tài nguyên này mình. An mát doàn tùm cái gia này nắn chạy chạy tu ca u rằng nó ra phát sang chạy nhu tu ca vắc tu chạy và tam mư ngã trường tập bố chạy ra mong hù ca và chia lây như hù lý ngai như hù bị nhựa như hù ra quân ngôi nắn chạy chạy rộ phương ngã dâm thang phải Đà Lạt liệt bị hầu ra lô bà chê dâm lại xam hầu bà tâm mư bà la bì doa thông ngã bà chê bằng tì phương ngã bà chê này ra lô bà chê dâm lại hầu bà nào tắn tùm là vàng ngã dâm chạy bà la chạy bà lại tập dạy bằng thả rạ phước lỏng lên ngài bằng mùi ra câu ra côn bà này nhô cà rây thông ca hà lâu cà trẻ chặt bà la trun tài năng trẻ mong nắn phun lai nhô lịch kế tờ làm ra câu ra côn mừng nuôi bà la nhô này nhằm cài bà làm đồng trả này nắn hầu thần nội phun nhô lịch kế hờ cà u răng bà la nắn cà dâm lô bần bầu đất nắn chẳng hùng bà la hùng ta lạ băng cù đôm nắn hầu thần nội bà che phì rầu bà trầy bà sang tập dạ nắn yêu lại làng găm dạo thơ làng găm nắn nhu chẳng tha phun biển bố bạ tài nguyên này mân rạ này nhu biển tạc kỳ gà ủ ràng bẹt nhu chạy bà play thông ngạ chù thần nội mỹ và chẳng ngồi nhu ngạ đám băng tòa bà thăng bại chạy nắn chẳng hầu thần nội ra bà sang ca phun này thông rạ này nắn mừng cả hồ hà nìm chạy ngạ tập dạ bà che nhu mừng giác cả làng găm lộ rằng tổ mỡ cả tạ ngã dầu dầm băng mừng tì lại nắn trận này còn chạy hạt chặt và la hô thông cả mừng giác chạy và la nhô chạy ngã dầm băng lấy phun này nhô sam chạy chạy rô ra này nắn tài lịch can nắn nhô hạt chặt hô cả tổ hồ hàn nim bây giờ cái câu chuyện nhân giống của nó thì đã thành công rồi. Tuồm phương thập địa doan tuồm ra mình nên khác từ làm rượu và liên ngay bằng người do buồn bập cơ ho bắp cỏ thòng làng tà rạ nắn hạt chặt hồ hà niêm lâm đồng nắn la vang pa la dâm prong tỉ pi từ làm ia tập pia can tuồm la vang dâm prong mây vana pa ni biển chẹt mát chẹt la vang pa la can tuồm dâm cài chẹt bắt tọa hồ ca liên ngay cái nhà ra quân mới gọi la vang nam tài nguyên pa la vang cài dâm Đà Lạt nắn hù cà la vàng bơ prong chẹp bà la cà tuồng phun nhâm ni lấy tập biện lòng tà rạ tiểu bát thang yoa sa ai bà đâm ni mai bà cà tẩy chẹp bà thòng băng đom hà rông nắn thang chảy hô ra nè ai đom lại bằng nhâm ni biện sam nhiều dầu tha phun chù yoa nắn chảy mừng bà thòng băng mong văn chạy bố nhu bị nghi lâm mừng tin nắn thật lạ mừng ngạ bạch chế nhu tập biệt và nào tán cả mỹ và bằng quạm tây nắn thật lạ tổ hù tùm bẹ hùng tùm cây mân và tập biệt thật lạ Đà Lạt lâm bùi tỷ bí nắn tổ mỹ và bàn đâm đi tập của mỹ và đôm bắn hơ mỡ hà rỡ nê và play thật lạ mừng đôm đấy châm mẹ nê nhu cây nhu dọc rỡ ô lâm nắn ô thay play tay nắn tiệp play cả nai nắn mừng bảo lông bảo mân chạy mày bằng dòng bắn nó bị vào mừng thầu bằng quy trình công nghệ cao được ứng dụng ta nắp mừng nâng ra hù ngôi chạy mong nhất trong lại bray tập nhận tuồng ca cái già hà niêm tỷ phí chạy tu cả bằng thật ra cái ngày đầu tiên mà em trồng ra số lượng nhiều mà rồi có một tê thật là pla nộ ra lô pla tộc nào tôi rằng chạy play ô rằng đồm đấy thật là tộc thật lâu tộc nào tôi thật ra nắn hạt chặt và nào thật ra play
chẳng cắt toa nâng tậu nâng của tuồng xã ai tuộc bạc thang tuộc toa thòng còn nhiều lại cắt toa của hồ thằng bường tả lạ còn nhiều đồm nắn hạt chặt bập lầy đâm nê cả xã ai không thấy nắn nắn bị qua chạy băng bốt bị nghỉ. Ta ra Đà Lạt, lấy bị ra lô tôi răng ẩn mài chạy xóa hẳn tùm cái gia bì rí, ngạ cái gia linh ca cậu cẩn. Và thay mặt bạn ấy chẳng trong tổ hô ca hát niêm bị bì rí, và là vàng chợ lại Nam Tây Nguyên. Thấy rất là ngon. Chạy bố ca bị bì nghi, dăm nay chạy ngạ bị ngạ băng cổ, nhu chẳng chiết tạp bàn tùm dăm bạc căn. Mình chạy bố băng xàm. Ít lắm, hiểm hơn. Dăm này tắc kỳ ra lô, tắc kỳ thông gàn tùm dăm biển, bló mị và bản tờ lạc bà la. Dăm cài này tổ hù gà buồn bà răn, còn nhu nông bẹ mai. Tôi răng ơn tắc rư dăm cài này ra lô, bà này tắc kỳ hù. Tổ hù ưu răng đắp nắn mừng bày, thang băng nắn ưu răng chẳng tắc rư, bày mai chạy tôi ngạ cả tôi băng còn nhu sơ. Mừng tỷ lý nghĩ dăm cài bló mừng chừng tăng cái gia bằng ra lộ rằng tật rư và ẩn tuồng pua sam và sơ hữu rằng cái gia bằng biển hát ray do bùn bạc bà ràng tạc kỵ bạc là vàng đây nó hát chặt chút tạp bà bạc play chạy nào thông ra lộ rằng và tôi tại lý can ca tận đập băng tủa thông bộ lý nghĩ bố bảy can tuồng trượm hiài. Không còn vì là vấn đề nhiều người khai thác. Cái thứ hai á, cái cây này không phải là nó trước giờ cứ xem nó là cây dược liệu ở trong rừng đưa về nghiên cứu nhu tụt tơ lầm lại chạy bà mai chạy rác bát sang nhu bắt chạy chạ rộ mừng tỷ cất thẹp la nhu nắn giả tha nhu tha tơ lầu tỷ bên nắn nhu bập bạ sam càn tuồm ưu sang tắc rư bằng dăm tòa tra nắn nhu thâu hu mưng hưng rác và bập bì nì ô cặp lại lì hết rụ cả thao ăn lúc cho con nhô cả phun năn chẳng giao cả tận nập la do lay nắn cả tận nập mình được ra ăn mát trà nắn tốc con chảy ngạ bạch che do nhô thòng la hù nhô nắn ta làm la vàng hồ sơ lấy nắn phun này nhô chẳng ô lẹ ta mơ gặp rụ lại lì hết ba la vàng lòng muốn gọi toàn bầu thước vườn tân ri gia bi đớp chợ mu lụi tuần nắn eta kỳ nùm pian nắn tận đầu tuồng ca la vang biển khi trước trong u rang nam rắp sang thông tuồng u rang rắp sang chả là nó thoát can tuồng phân nhâm lại không bị vang cờ hòn nguôi nắn biển pơ tờ lầu loạn tỷ u rang hai con nhô biển thâu nắn mị va biển thâu tờ nập kỵ bạ tham mư la vang lại chất nguôi can tuồng phun cây dâu bị ngủ la chạy tọa tằng mới ngọ la vang chợ lại biển lệ an ninh.